Sắc Bình Phương Oanh có động thái đầu tiên sau màn cầu hôn gây sốt. Sau màn đăng ký kết hôn gây xôn xao cõi mạng thì mới đây, Sắc Bình tiếp tục gây chú ý với màn cầu hôn nữ diễn viên Phương Oanh. Ở diễn biến mới, khán giả đã nhìn ra động thái đầu tiên của họ sau sự kiện gây sốt vừa qua. Cụ thể về phía Sắc Bình, anh đã check-in sân golf, một bộ môn thể thao mà vị cá mập yêu thích từ lâu. Trong khi đó, sau phim Quần Búp Bê lại chia sẻ hình ảnh cũ của mình với bikini hồng ấn tượng. Về màn cầu hôn gây sốt trước đó thì cả hai đã chọn cách im lặng. Vào tối ngày 7 tháng 7 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền clip Sắc Bình cầu hôn nữ diễn viên 9X tại một nhà hàng sang trọng. Trong clip ghi lại, Sắc Bình mặc áo phông trắng đơn giản, còn Phương Oanh mặc chiếc đầm vàng bó sát vô cùng sexy. Sắc Bình cầm một bó hoa hồng đỏ quỳ gối để cầu hôn nữ diễn viên. Màn cầu hôn của cặp đôi có sự chứng kiến của nhiều người có mặt trong nhà hàng. Nhiều người suy đoán đây là những bạn bè thân thiết của cặp đôi, nên sau khi trao nụ hôn cho Sắc Bình, Phương Oanh đã quay mặt về phía đám đông, giơ tay cao vẫy chào. Tất nhiên, gương mặt của cô nàng tỏ rõ sự rạng rỡ đầy hạnh phúc. Vậy là sau tất cả những ồn ào, cặp đôi Phương Oanh Sắc Bình đã có thể đường đường chính chính bên nhau. Nữ diễn viên từng dành nhiều lời khen khi nói về Sắc Bình. Cô cho biết nửa kia là người luôn sẵn sàng bảo vệ mình dù phải nhận về hiểu lầm hay chỉ trích. Tôi đã có được một tình yêu đậm sâu, một người đặc biệt luôn luôn bảo vệ mình từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Anh ấy là người hiểu anh nhất. Bởi có nhiều chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu, mới cảm nhận rõ. Người ấy sẵn sàng đứng lên bảo vệ mình dù có phải nhận về hiểu lầm chỉ trích. Chỉ có anh ấy là người cảm nhận được rõ nhất những gì mà anh và Oanh dành cho nhau. Bạn nghĩ sao về cuộc tình và hiện là cuộc hôn nhân của cặp đôi này sau loạt ồn ào vừa qua?